chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bằng. Lưỡi để châu ý đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thánh có anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quý. Chỉ tâm đàn lễ Nam Mô Tần Hư Công Biện Pháp Giới Quá Hiền Vị Lai Thầm Phương Chư Phật. Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Má Bảo. Chỉ tâm đàn lễ Thỉnh Ca Mâu Ni Phật Đương Lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Lương xa nhiệm ngài Pháp giới mong quân chứ phần hai hồi tận diệu văn tùy ngữ kia phượng vân thành ý phương ăn ngay chứ phần hiền toàn thân ngay Nam Mô cần là hướng nhiên sanh tịnh độ ta bà giải thoát kiến di đà bốn tám lời nguyện độ chúng sanh phát nguyện rộng lớn đảng viên thành áo xén chín phẩm thường phẩm sanh đồng độ chúng sanh Phật đạo thành Nam Mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Nam Mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Nam Mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Ma
bốn mươi tám lời nguyện đứng Phật A Di Đà. Nguyện thứ nhất tôi thành Phật được, thì nước tôi là nước Phật thân. Ngùng hình ngã quý túng sanh, thầy đều chẳng có sinh thành nơi đây. Nguyện thứ hai nước này tịnh giới, đàn bà cùng con gái tình nhiên, những người trong cõi nhân thiên cùng loài cầm thú cần chiến vũ hành. Thầy đều đặng hóa thân tỏ cảm, thân bao đề trượu phẩm liên hoa. Bạn thân bảo quý bạn đừng lắm mê trăm món ngon, coi trăm ở đâu ăn rồi khi dùng liền thâu, không cần phải rửa vải lâu nhọc nhằn. Nguyện thứ tư nhân dân trong năm. Nguyện thứ năm nhắm vòng địa lợi, từ đất bằng lên tới hư không. Thầy đều lầu cát biển cũng ma cũng là cây trái áo trong cửa nhà. Cơn đơm mơ trao dồi tráng xứng cho làm phần ban. Mùi hương ấy sống ra cấp độ, cả mười phương hướng thu cầm kỳ. Chúng sanh hành nguyện kiên trì, tin và tưởng Phật đến thì vạn sanh. Nguyện thứ sáu dân lành quốc độ, thương tình nhau vì tờ ruộng rà, không lời qua lại bấm hòa, không ganh không ghé qua ra tranh giành. Nguyện thứ bảy dân sanh trong nước, không có lòng quê trượt dâm ô, cùng không có tiếng tục thô, cùng là nóng dân hồ đồ ngũ trí. Nguyện thứ tám kiên trì thiền niệm, nếu ai muốn nói chuyện gì người kia yêu ý tức thì còi phân. Nguyện thứ chín chúng dân từ
la mộng mị mà thôi. Vậy nên lòng chẳng đời tân công ta muốn khắp nơi vui cười. Nguyện mười một tiếng người tuy cả hình dung đồng một sắc vàng hỷ mang mài nghiêm chỉnh phương phi trong ngần đẹp đẽ công chi sánh bằng. Nguyện mười hai mười phương thế giới thiên nhân cùng mà các loại chúng sanh hóa thân về cõi lạc thần chứng ngôi thiên Di Đồng. Ngồi thiền tọa tâm lòng tịnh tịnh hiền cùng nhau tinh tối nhiều chẳng hề biết rằng bao nhiêu ngàn muôn kiếm chỗ nhiều khó vấn. Nguyện mười ba thiên nhân trên dài cùng nhau đến mãi dân cơn không hề rõ biết số dư tài dưỡng quốc nhiều như các hàng. Nguyện mười bốn dân hàng quốc độ thái thái đồng trường to miếng miếng đàn số điên. Sống lâu vô lượng vô biên kiếm đời. Nguyện mười lăm dân thời thanh tịnh trụ vào ngôi chánh tính tự nhiên lý dư đoàn tướng đạo điên. Đất vô phân biệt chứng bàn. Nguyện mười sáu làng bán dân chúng vui vẻ mà họ dùng đủ điều thái đồng với các thị kheo chứng phân vô lầu chẳng theo sự đời. Nguyện mười bài khi tôi thành phận kinh thuyết thần độ sanh làm cho sơ nguyện tăng thành này công tối giác đạo rõ lanh hơn. Nguyện mười tám hóa thái coi dụng người người đều đặt túc mà không biết thôi biên kiếm ta trong ăn xa kiếm tay đồng kiếm sanh. Nguyện mười chín chúng sanh vạn vạn đều đắng rồi thiên nhãn tinh quang thấy toàn vũ trụ mười phương trăm ngàn muôn ứng thế cung tường. Nguyện hai mươi tây phương dân chúng thiên nhị thông sơ dụng nghe sang những lời thuyết pháp của ra của trăm ngàn phần đã cầu tuyên. Nguyện hai mươi nhân thiên trong nước mà không biết đường chẳng sai những điều tâm niệm mỗi loài muôn ngàn thế giới không ngoài tâm linh. Nguyện hâm hai chúng sanh quân độ thần tụng thông đăng ngộ dòng chơi
Đại nguyện bấm mốt tiên người mười
đánh theo về. Vui mà tu hành Bồ Đề, người người cũng kinh mong bề tám dương nguyện bấm hai thầm phương thế giới. Những đàn bà con gái chán đời phát tâm đến niềm danh tôi, tháng sau không có phụng hồi nữ nhân. Nguyện bấm ba dung dần mời tới quả vô sanh bất thối chân liền. Lại còn quá Phật toàn viên, ngoại trừ những vị bốn nguyện đau sanh, tôi sẽ giúp cho thành sở mồ tới tha phương tế độ hàm linh. Hành tu Bồ Tát rất tinh, lại còn lấy sức ngoái linh hộ truyền cho người ấy tinh chuyên tăng bộ ca chúng sanh tinh tỏ phát nguyện. Bồ Đề tịnh diệt vô hiền, chẳng thân tôi thân cần chiến tu hành. Nguyện bấm bốn dân lành trong nước, độ chúng sanh sao trước các phương. Sở nguyện sẽ đáng tội lòng, hòa hướng anh là trăng cháu liền đi khắp đủ vừa hầu vừa ăn. Nguyện bấm sáu muôn ngàn bao vần, muôn cúng dường chư Phật thánh hiền. Ước ra thì có đủ liền, cúng dâng khắp cả về miền giữa trước. Bấm bảy ai vừa đồng tùng, hoàng thọ trì phụng cúng chữ kinh. Đăng tài biển lương thông minh, lại thêm bác nhà trí lành cao chiếu. Nguyện bấm tám giang điều pháp lý, đủ viên thông đầy tâm. Những lời bài giải nguyên âm, nghĩa kinh vi diệu cao thâm đều công. Nguyện bấm chính quân trong Bồ Tát, tại tay đồng dòng giảng kiên căn. Mỗi người đều đang kiếm thân bằng hai đủ phân sắc màu, thì các pháp cùng thấu đạo Phật, cùng hiện như chư Phật đức thân. Bốn mươi nguyện ước của tôi thiệt là tính sạch chiếu soi khắp màu, chư Bồ Tát ví dầu muốn thấy cõi Phật nào nghiêm mấy như hàng. Dòm trong bữa thọ yên ra, cánh nào Phật nấy như là soi gương. Nguyện bốn mốt mọi đường không đức, Bồ Tát nào chưa được hoàn toàn. Đang nghe đang thấy đạo tràng, bề cao cho đến bốn ngàn nay cho. Nguyện bốn hai trang đồ nhận dụng, quân đồ tôi biết đúng tình minh.
chói người sắc đẹp xinh, dầu có thiên nhãn chẳng nhìn đắng đâu. Nguyện bốn ba ai trong nước chỉ mong cầu nghe được pháp kinh. Từ nhiên sở nguyện đắng thành, không chờ mời tính đường tính thế gian. Nguyện bốn bốn sanh bằng duyên dáng, trong nước tôi đều đắng quay thân. Hào quang có rạng vô ngần ngày, biến tài biến pháp ngàn vàng pháp vương. Nguyện bốn lần tha phương Bồ Tát, nghe danh tôi tận pháp phúng hành. Thấy đều đắng pháp tình thân, định thần dài thoa phương lần thượng ban. Phật pháp ma trong một giờ đi khắp hà sa, tuy là đường xa rất xa, định thần không là tiền chẳng lìa. Nguyện bốn sáu chư tôn Bồ Tát ở ta phương nghe đàn danh tôi. Quy tinh tấn vừa rồi, định thiên bình đáng ba hồi chẳng ly. Đất phá nhận đến khi chẳng giác, đàn thấy tường cán bực Như Lai. Lời nguyện bốn bãi như vậy, lời nguyện Bồ Tát bảo màu ở ta phương Bồ Tát có đầu quy chớ vì ấy đấng kỳ trợ nguyện nhân nhị tam nhận thiện pháp vương. Pháp môn của Phật không lường, nguyện từ bi vô lượng
hành thầm thiện cho đời tức sẽ bỏ việc án để đời quán đáng đem phúc lành gieo rắc vàng những lời ngọc vàng nghi mời bên lòng có nguyện được sống đời chúng con khổ nguyện xin cứu khổ chúng con khổ nguyện xin từ độ ngoài tham lam sắc ấm trời phá thì mê trí huệ tuyệt vời con nhớ đức Di Đà làm quân vần A Di Đà thân kim sắc tượng mình từ thang nam tu di nguyện kiến bánh hào à bốn biển lớn trong ngàn mang biển trong hào quang hoa vô số phật vô số bồ tát hiện ở trong bồ từ bi tiếp độ ai nam mô tây phương cực là thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật nam mô 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 nam mô A Di Đà Phật 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 nam mô nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí
Cùng tầng
giặt. Pháp môn không kể tiếng thề nghiến đều tu hồng ở Phật đạo không gì hơn thề nghiến đương viên á thần phụng tịnh sống đứng thu thân hàng ngày vô biên thân phương giải hồi hướng vô nguyện phạm hội chữ chúng sanh tổng và vô lượng quán phần sẽ nguyện tiêu tán chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liệu vô nguyện thời chương tật tiêu trần thế đường hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng tự phẩm liên hoa vi cụ mẫu hoa cài kiến phật hộ sanh bằng tối bồ tát vi bằng nguyện từ công đức vô cầm giải công thành Phật đạo tự quý phần đức nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm tự tạng trí huệ nhớ hải tự quy tăng đương nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhân thiên mô nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lưỡi để cho ý đạo tràng mười phương Phật báo hào quang sáng ngời trước bảo tòa thân có ánh hiền cúi đầu chính thề nguyện quý chỉ tâm đảnh lễ nam mô tần hư không biến pháp giới quá hiền vì lai thầm phương chư Phật tôn pháp hiền thanh tăng thường trụ tam ma bảo chỉ tâm đảnh lễ thỉnh ca mâu ni Phật đương lai hà sanh di lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hồi thường Phật bồ chỉ tâm đảnh lễ nam
Đại bi quán thế âm bồ tát, đại thế chí bồ tát, đại nguyện địa tạng vương bồ tát, thanh tịnh đại ái chúng bồ ái tát. Lương xa nhiệm ngài pháp giới mong quân, chứ phần hai hồi tận diệu văn, tùy ngữ kia phượng vân thành ý phương ăn. Cần là hướng nhiên sanh tịnh độ ta bà giải thoát kiến di đà, bốn tám lời nguyện độ chúng sanh, phát nguyện rộng lớn đảng viên thành, áo xe chiến phóng thường phẩm sanh, đồng độ chúng sanh Phật đạo thành. Nam mô tịnh độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô tịnh độ Phẩm Bồ Tát, Nam mô tịnh độ Phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát. Bốn mươi tám lời nguyện đứng Phật A Di Đà. Ngùng hình ngã quý chúng sanh, thầy đều chẳng có sinh thành nơi đây. Nguyện thứ hai nước này tịnh giới, đàn bà cùng con gái tịnh bao kỳ cựu phẩm mà liên hoa. Nguyện thứ ba dân chúng phong đà, khi cần ăn uống hoa sẵn sàng, bản thân bao quý bạn đừng lắm mê trăm món ngon coi trăm bờ đâu ăn rồi.
cực lòng. Nguyện thứ năm nhâm vòng địa lợi từ đấng bằng lên tới hư không, thấy đều lầu cát biển cũng ma cùng là cây trái áo trong cửa nhà. Cơn đơm mơ trao dồi tráng xứng cho làm phần ban. Mùi hương ấy sống ra khắp đồ hoa, cả mười phương hướng thu cầm kỳ, chúng sanh hành nguyện kiên trì tin và tưởng Phật đến thì bản sanh. Nguyện thứ sáu dân lành quốc độ, thương tình nhau vì ta ruộng rà, không lời qua lại có bấn hòa, không ganh không ghé qua dân. Nguyện thứ bảy dân sanh trong nước, không có lòng quê trượt dâm ô, cùng không có tiếng tục thô, cùng là nóng dân hồ đồ ngũ trí. Nguyện thứ tám chuyên trì nếu ai muốn nói chuyện gì người kia yêu ý tức thì còi phân. Nguyện thứ chín chúng dân từ thiện, tai chẳng nghe những chuyện không lành, có đâu sự tự hành mấy điều đã thành vô danh. Ấy nguyện thứ mười chúng sanh đều vì huyễn thân là mộng mị mà thôi, vậy nên lòng chẳng nhiễm đời tánh công ta muốn khắp nơi vui cười. Nguyện mười một tiếng người tuy cả hình dung đồng một sắc và nghĩ mặn mài nghiêm chỉnh phương phi trong ngần đẹp đẽ công chi sánh bằng. Nguyện mười hai mười phương thế giới thiên nhân cùng mà các loại chúng sanh hóa thân về cõi lạc thần, chứng ngôi thiên nhã dâm di đồng, ngồi thiền tọa tâm lòng tịnh tịnh, hiền cùng nhau tính tối nhiều, chẳng hề biết rằng bao nhiêu ngàn muôn kiếm chỗ nhiều khó vấn. Nguyện mười ba thiên nhân trên dài hiệp cùng nhau đến mãi dân cơn, không hề rõ biết số dư tài dưỡng quốc nhiều như các hàng. Nguyện mười bốn dân hàng quốc độ, thái thái đồng trường thọ miên miên, không sao biết đàn số điên sống
dân thời thanh tịnh trụ vào ngôi chánh tính tự nhiên. Lý chư đoàn tướng đạo điên đất vô phân biệt chứng viên niết bàn nguyện mười sáu làng ban dân chúng vui về mà họ dùng đủ điều tại chồng với làm cho sơ nguyện tăng thành này công tối giác đạo rõ lanh hướng nguyện mười tám hóa thái coi dụng người người đều đặt túc mà không biết thôi biên kiếm ta đồng kim sanh nguyện mười chín chúng sanh vạn vạn đều đắng rồi thiên nhãn tinh quang thấy toàn vũ trụ mười phương trăm ngàn muôn ứng thế gian cùng tường nguyện hai mươi tây phương dân chúng thiên nhị thông sơ dụng nghệ sang những lời thuyết pháp của ra của trăm ngàn phần đã cầu tuyên ai nguyện hâm mốt nhân thiên trong nước tha tâm không biết đường chẳng sai những điều tâm niệm mỗi loài muôn ngàn thế giới không ngoài tâm linh nguyện hâm ai chúng sanh quân độ thần tụng thông đăng ngộ dòng chơi bao hòa về giới phần và đại chúng ta dương dân tôi quy phục lại vương tôi hoài thiên nhân với các loài súc vật niệm danh tôi cho tất chí thân sẵn lòng vui vẻ hiền lành làm chúng sẽ đàng hóa vàng nguyện hâm bốn ánh quang mình chiếu qua nơi đầu tôi tuyển diệu rỡ ràng mặn trời cùng ánh mặt trăng mặn trời cùng ánh mặt trăng tuy là sáng tỏ chẳng băng vòng quang nguyện hâm lắm hào quang tôi chói cắm cùng nơi chỗ tối khúc quanh thiên nhân cùng cá súc sanh thấy liền đàn khơi lòng thành quy y miền hâm sáu vấn kỳ nhân cứu trong tập mương vũ trụ vân vân nhờ hào quang chiếu đến thân từ hòa tâm tánh hơn dẫn coi trời nguyện hâm bại tiên người phan hy tâm bồ đề trì chi giới
không quan tiên dần và sanh đang làm Bồ Tát tài thành làm ban nguyện âm tám tiên nhân vũ trụ nghe danh tôi sắm đủ quý vàng hương hoa đáng chúng quý hoàng tràn phán bao cái cúng dường như lai tạo tham tự trì trai thanh tịnh làm việc là lành tâm để định tưởng thôi tưởng luôn cho một ngày thôi chắc sẽ đặng nữa tôi về liền nguyện âm chính nhân thiên mười cõi đều dốc lòng ra cõi bến mê thiều tôi thầm niệm thiên bề lắm chúng sẽ đặng sanh về làm ban trừ những kẻ hung tàn những người phẩm pháp dễ tin ai mang tội ấy vào mình thì địa ngục thó hình chúng thắng nguyện ba mươi thiên nhân cầm thú trong thầm phương vũ trụ khôn lường trước đà báo tội thường thường sao nghĩa chân phật tỏ tường cung khai cầu sám hối đề thái giới sáng nguyện làm lành nước phật mong sanh lâm chung sẽ đáng lành gọi tám đồ khổ đại nguyện bấm một tiên người mười cảnh nghe danh tôi lễ đánh theo về vui mà tu hành bồ đề người người cũng kính mong bề tám dương nguyện bấm hai thầm phương thế giới những đàn bà phát tâm tín niệm danh tôi thân sao không có phụng hồi nữ nhân nguyện bấm ba chúng dần mời tới quả vô sanh bất thối chân liền lại còn quá phật toàn viên ngoại trừ những vị bốn nguyện đầu sanh tôi sẽ giúp cho thành sở hồ tới tha phương tế độ hàm linh hành tu bồ tát rất tinh lại còn lấy sức ngoái linh hộ truyền cho người ấy tinh chuyên tăng bộ ca chúng sanh tinh thọ phát nguyện bồ đề tịnh diệt phó hiền chẳng thân tôi thân cần thiết tu hành nguyện bấm bốn dân là trong nước độ chúng sanh sao trước các phương sở nguyện thế đang tội lòng mà ba nhiêu ác nghiệp ba đường khói mang nguyện bấm lắm tháng hàng bồ tát muôn cung dường chư phật đau đau hòa hướng anh là trăm cháu liền đi khắp đủ vừa hầu vừa ăn nguyện bấm sáu muôn ngàn bao vần muôn cung dường chư phật thánh hiền
ước ra thì có đủ liền cũng dân khắp cả về miền chưa trước miền bằng bãi ai vừa đồng tùng hoặc thọ trì cũng cũng chữ kinh đăng tài biển lương thông minh lại em bác nhà trí lành cao chiếu nguyện phẩm tám giang điều pháp lý đủ viên thông đầy trí huệ tâm những lời bài giảng nguyên âm nghĩa kinh vi diệu cao thâm đều công nguyện bám chính quân trong Bồ Tát tại tay đồng dòng giảng thiên căn mỗi người đều đặng kiếm thân bằng hai tướng tốt đủ phân sắc màu kia các pháp cổ thấu đạo phật cùng yên như chư Phật đứng bốn mươi nguyện ước của tôi thiệt là tính sạch chiếu soi khắp màu chư Bồ Tát quý dầu muốn thấy cõi Phật nào nghiêm mấy như hàng dòm trong bữa thọ yên xa cánh nào Phật nấy như là đức Bồ Tát nào chưa được hoàn toàn đang nghe đang thấy đạo tràng bề cao cho đến bốn ngàn na cho nguyện bốn hai cả đồ nhận dụng quân đồ tôi biết đúng tình minh chói người sáng đêm xinh dầu có thiên nhãn chẳng nhìn đắng đâu nguyện bốn ba ai trong nước chỉ mong cầu nghe được pháp kinh tự nhiên sở nguyện đắng thành không chờ mời tính đường tính thế giới bởi duyên dáng trong nước tôi đều đặng quay thân hào quang có rạng vô ngần ngày biến tài biến pháp ngàn phần pháp vương nguyện bốn lần tha phương Bồ Tát nghệ danh tôi tận pháp thấy đều đắng pháp tân thắng định thần dài thoa phương lành thượng ban như ai muốn cúng dường phật pháp mà trong một giờ đi thắm hà sang tuy là đường xa rất xa định thần không là tiền chắc lìa nguyện bốn sáu chư tôn Bồ Tát ở ta phương nghe đàn danh tôi quy tinh tấn vừa rồi định thiên bình đẳng ba hồi chẳng ly đất phá nhận đến khi chẳng giác đàn thấy tường càng bực như lai lời nguyện bốn bãi như vậy tha hương Bồ Tát về đây nước tôi tâm chí nguyện đắng hồi bất nhị chẳng thối lui địa vị cao thông lời nguyện bốn tam bảo màu ta phương Bồ Tát
nhân thiện pháp vương. Pháp môn của Phật không lường, đã bao giờ cũng trụ thế thường chẳng thôi. Khi pháp tạng nguyện xong đã trọn, cõi tam thiền sầu món rung rinh. Thường hoa đổ xuống đầy thành, không phát tiếng chắc thành như đệ tử chúng con từ bố thầy thấy bao tội ác bởi năm mê đắm trong sinh tử đã bao lần. Nay đứng trước đại vô con là lòng không nhìn phương hướng, đang có dài từ lâu vẫn vườn hà. Hôm nay trong thấy đạo uy hoàng, trên hương về bóng tư quan. Lại Phật tổ trói đường dẫn đường ra trường, vì tham sân si mà gây nên. Thì hôm nay giữ trọn lời xin sám hối để lòng thanh thoát. Khi Phật quang minh như nhân nguyện, từ bi vô lượng cứu quần sanh. Giam giữ mãi con nguyện ra khỏi, theo con ngài vừa qua có ai nước thuyền từ vượng khỏi ai hà. Nhớ lời ngài bờ giá không xa, hành thầm thiện cho đời tức sáng. Bỏ việc án để đời quán đáng, làm gieo rắc vàng những lời ngọc vàng nghĩ mời bên lòng. Có nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi. Hình bóng người cứu khổ chúng sanh, đã để theo ngài trên bước đường lành. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Ngoài tham lam sắc ngập trời, phá thì mê trí huệ tuyệt vời. Con nhớ Đức Di Đà làm quân, vâng A Di Đà thân kim sắc tượng qua mình từ tháng. Nam tu di nguyện viên bánh hào, bốn biển lớn trong ngàn mang biển. Trong hào quang hoa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, chính Phật xem vàng lên dài thoáng. Quý mang lệ A Di Đà Phật, vương thầy thế giới an lành. Còn nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Thanh
tinh đài hai chúng bồ ơi ta. Mong lòng quý kính Phật A Di Đà, thế giới cần là nguyện lấy hào quang trong sạch soi cho. Lạy thế từ bi mà nhiệm thọ cho con nay chánh niệm mà niệm hiểu như tịnh độ. Phật xưa có thể nếu có chúng sanh muốn sinh hướng ta, lòng tin nguyện cho đến mười niệm mà nếu chẳng đặng sanh, chẳng thành chánh giác do vì nhân Phật này được vào trong bế đại thệ Như Lai. Nhờ chứng từ bi các tội tiêu diệt, căn lành tăng trưởng khi mà người chúng biết trước giờ chết thân không bình khổ tâm không tham miên. Ý không điên đảo như vào thiền định, Phật và thánh chúng thấy nắng kim đài cùng đang tin dần trong quán một niệm. Sanh về cực là sẽ thấy Phật, liên nghĩa Phật thừa trong mơ cấm độ chúng sanh trọn bồ đề nguyện. Chúng sanh không số lượng ngài thề nguyện đều độ khắp viên não không cùng tận thề nguyện đều dứt sạch. Pháp môn không kể xiết thề nguyện đều tu hồng Phật đạo không gì hơn thề nguyện được nguyện thành. Phụng kính sống đứng thu thân hành ngài vô biên thần phước giải hồi tổng và vô lượng quán phần sáng nguyện tiêu tán chương trở về nào nguyện đăng trí huệ chân minh minh liệu vô nguyện tội chương tật tiêu trần thế thế đường hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng tự phẩm cụ mẫu qua cài kiến Phật hộ sanh. Bằng tối Bồ Tát quý bằng nguyện từ không đức vô cầm ư những thiên ngã đằng giữ chúng sanh giải công thành Phật đạo. Tự quý Phật đức nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Tự quý pháp mê nguyện chúng nhập kinh tạng đi về nhớ
nguyện đem công đức này à.